Chào các em đến với tiết hình học lớp 9. Hôm nay thầy cùng các em sẽ vào tiết số 53 của tuần 27, đó là tiết ôn tập chương 3. Vừa rồi thì chúng ta đã ôn tập một tiết, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập tiết 2. Trước tiên thầy cũng nhắc lại về lý thuyết. Hãy nêu tên mỗi góc, nêu mối quan hệ giữa số đo góc và khuôn bị trắng trong mỗi hình dưới đây. Ở đây thầy có 5 hình. Hình thứ nhất thì chúng ta sẽ có góc AOB là góc ở tâm chắn khuôn AB, nên số đo của góc AOB sẽ bằng số đo của khuôn AB. Còn ở hình 2, cái góc ABC là góc nội tiếp chắn khuôn AC, do đó số đo của góc ABC sẽ bằng phân nửa số đo của khuôn AC. Còn hình 3 thì cái góc ABX là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung chắn cái khuôn AB, do đó số đo của góc ABX bằng phân nửa số đo của khuôn AB. Còn hình thứ tư thì chúng ta sẽ có cái góc BEAD là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, nó chắn hai khuôn BD và khuôn AC, do đó số đo của cái góc BEAD sẽ bằng phân nửa tổng số đo của cái khuôn BD cộng số đo của khuôn AC. Còn hình cuối cùng thì chúng ta sẽ có cái góc BMD là góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn, chắn hai khuôn BD và khuôn AC, và khuôn BD là khuôn lớn, còn khuôn AC là khuôn nhỏ. Do đó, số đo của cái góc BMD sẽ bằng phân nửa hiệu của hai khuôn là số đo của cái khuôn BD trừ đi số đo của khuôn AC. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng các cái lý thuyết này để chúng ta sẽ giải quyết vào cái bài tập. Bài tập đầu tiên đó là bài tập 89 ở trang 104 sách giáo khoa. Cho cung AMB bằng có số đo là 60 độ. Muốn dựng cái cung có số đo bằng 60 độ thì nhìn vào hình vẽ chúng ta thấy cái dây AB này phải có cái độ dài đúng bằng cái bán kính của đường tròn tâm O thì cái cung AMB mới có số đo là 60 độ. Câu A, vẽ góc ở tâm chắn cung AMB rồi tính số đo của góc ở tâm AOB. Đây, quan sát hình vẽ. Ta thấy cái góc AOB là góc ở tâm chắn cung AMB, nên cái góc AOB sẽ bằng số đo của cung AMB bằng 60 độ. Câu B, vẽ góc nội tiếp đỉnh C chắn cung AMB rồi tính cái góc nội tiếp ACB. Quan sát hình vẽ, chúng ta sẽ có cái góc ACB là góc nội tiếp chắn cung AMB, nên góc ACB sẽ bằng phân nửa số đo của cung AMB bằng 1/2 của 60 độ bằng 30 độ. Đó là định lý về số đo của góc nội tiếp. Câu C, vẽ góc tạo bởi tia tiếp tuyến BT và dây BA rồi tính cái góc ABT. Ta sẽ có cái điểm B nằm trên cái đường tròn tâm O, do đó điểm B đóng vai trò là cái tiếp điểm, do đó chúng ta chỉ cần đặt cái thước, chúng ta sẽ vẽ thêm một cái tia BT vuông góc với bán kính OB là xong. Ta có cái góc ABT là góc tạo bởi tia tiếp tuyến BT và dây cung AB, nên góc ABT sẽ bằng phân nửa số đo của cung AMB bằng phân nửa của 60 độ thì nó bằng 30 độ. Đó là định lý về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái góc ADB có đỉnh D ở bên trong đường tròn, rồi so sánh cái góc ADB này với cái góc ACB. Góc ADB có đỉnh D nằm ở bên trong đường tròn, nên góc ADB sẽ bằng phân nửa tổng số đo của cung AMB cộng với số đo của cung CH. Thì cái biểu thức này bao giờ cũng lớn hơn 1/2 số đo của cung AMB.
mà 1 phần 2 số đo của cung AMB chính là cái góc ACB. Do đó, cái góc ADB sẽ lớn hơn cái góc ACB. Câu E. Vẽ góc AEB có đỉnh E nằm bên ngoài đường tròn. Rồi so sánh góc AEB và góc ACB. Ta có cái góc AEB có đỉnh E nằm bên ngoài đường tròn, nên góc AEB sẽ bằng phân nửa hiệu của hai cung là số đo của cung AMB trừ số đo của cung KH. Cái biểu thức này bao giờ cũng bé hơn 1 phần 2 số đo của cung AMB, mà phân nửa số đo của cung AMB chính là cái số đo của cái góc ACB, do đó cái góc AEB sẽ bé hơn góc ACB. Bài tập số 2. Cho đường tròn tâm O có bán kính R bằng 2cm và góc ở tâm AOB bằng 75 độ. Câu A. Tính số đo của cái cung ABB. Số đo của cung ABB là số đo của cung màu đỏ, tức là cung lớn AB đó. Thì muốn tính số đo của cung lớn thì chúng ta lấy 360 độ trừ số đo của cung nhỏ. Và số đo cung nhỏ AQP sẽ bằng số đo của góc ở tâm, chính là bằng 75 độ. Vậy cái hiệu này sẽ bằng 285 độ. Câu B. Tính độ dài hai cung AQB và cung ABB. Thì cung AQB là cung màu xanh, thì theo công thức độ dài của cung thì sẽ bằng B nhân R nhân N chia 180. Trong đây R thì bằng 2, còn N chính là số đo độ của cái cung thì sẽ bằng 75 độ. Do đó thay vào chúng ta sẽ được là 5π trên 6, đơn vị là cm. Rồi cái ý 2 là chúng ta sẽ tính độ dài của cung ATP, thì chúng ta sử dụng công thức như ở ý 1, hoặc là chúng ta sẽ lấy độ dài của nguyên đường tròn trừ đi số đo của cung nhỏ, mà độ dài của đường tròn này chính là 2π nhân với 2 rồi trừ đi số đo của cung nhỏ là 5π trên 6, thì chúng ta được kết quả là 19π trên 6, đơn vị là cm. Câu C. Tính diện tích của hình quạt tròn OAQB. Và diện tích hình quạt tròn này thì sẽ có công thức là B nhân với R bình phương nhân N chia cho 360. Trong đây N là số đo độ của cái cung AQB, và số đo này sẽ bằng 75 độ. Và thay vào chúng ta sẽ được kết quả là 5π trên 6, đơn vị là cm vuông. Hoặc là chúng ta sẽ còn có một cái công thức tính diện tích hình quạt, thì sẽ bằng L nhân với R chia 2. Trong đó L là độ dài của cung, và L này chúng ta tính được là ở trên đó là 5π trên 6. Rồi chúng ta sẽ nhân với bán kính là 2 rồi chia 2. Kết quả là bằng 5π trên 6, đơn vị là cm vuông. Bài tập số 3. Cho tam giác ABC nối tiếp đường tròn tâm O và tuy phân giác của góc A cắt đường tròn tại M, vẽ đường cao AH, chứng minh rằng câu A, OM đi qua trung điểm của dây BC, và câu B, AM là tuy phân giác của góc OAH. Quan sát hình vẽ. Đầu tiên là chúng ta chứng minh cái OM đi qua trung điểm của dây BC. Muốn chứng minh điều này thì chúng ta phải đi chứng minh OM là đường trung trực của đoạn thẳng BC. Muốn vậy thì chúng ta phải đi chứng minh OB bằng OC là một ý, và ý hai nữa đó là MB bằng MC. Mà OB bằng OC là giả thiết cho nó là bằng bán kính của đường tròn tâm O. Như vậy chúng ta chỉ cần chứng minh thêm là MB bằng MC. Mà MB và MC là hai dây, muốn chứng minh nó bằng nhau thì chúng ta phải chứng minh hai cung bằng nhau, tức là cung MB bằng cung MC. Mà muốn chứng minh hai cung này bằng nhau
thì chúng ta thấy hai cung này là hai cung trắng, là hai cung trắng của hai cái góc nội tiếp là cái góc BAM và góc CAM. Mà hai cung này bằng nhau thì dẫn đến hai góc nội tiếp này phải bằng bằng nhau. Mà hai góc này bằng nhau là do AM là tia phân giác của góc A, đó là cái điều mà giả thiết cho. Như vậy thì chúng ta đã chứng minh xong được OM là đường trung trực của BC. Và khi đó thì OM sẽ đi qua trung điểm Y của dây BC. Câu B, chứng minh AM là tia phân giác của góc OAH. Muốn chứng minh điều này thì quan sát hình vẽ, chúng ta sẽ đi chứng minh cái góc A2 bằng góc A3. Mà muốn chứng minh góc A2 bằng góc A3 thì chúng ta sẽ chứng minh hai góc này sẽ bằng cùng bằng một góc thứ ba, và chúng ta chọn góc thứ ba, đó là chính là góc M. Như vậy phải chứng minh cho thầy hai ý. Ý thứ nhất là góc A2 bằng góc M là do cái tam giác OAM cân tại O. Bởi vì OM bằng OA bằng bán kính của đường tròn tâm O. Vậy ý 1 đã giải quyết xong. Còn bây giờ chúng ta chứng minh góc A3 bằng góc M thì hai góc này là hai góc ở vị trí soi le trong. Mà chúng ta có là OM sẽ song song với AH bởi vì nó cùng vuông góc với BC, dẫn đến là góc A3 cũng bằng góc M. Như vậy hai góc A2 và A3 cùng bằng góc M, tức là hai góc này phải bằng bằng nhau. Khi đó thì AM chính là tia phân giác của góc OAH. Đó là câu B đã được chứng minh xong. Chúng ta qua bài tập tiếp theo. Cho tam giác ABC vuông tại A, trên AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC. Kẻ BM cắt đường tròn tại D, đường thẳng DA cắt đường tròn tại S, chứng minh rằng câu A, tứ giác ABCD nội tiếp. Câu B, góc ABD bằng góc ACD. Câu C, CA là tia phân giác của góc SCB. Quan sát hình vẽ ta thấy, bây giờ muốn chứng minh cái tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp thì chúng ta sẽ sử dụng dấu hiệu là chúng ta chọn hai đỉnh kề nhau cùng nhìn một cạnh còn lại dưới một góc không đổi. Và cụ thể trong bài này thì chúng ta sẽ chọn hai đỉnh A và D cùng nhìn cạnh BC dưới một góc không đổi là bằng 90 độ. Như vậy thì chúng ta phải nhìn vào hai góc. Góc thứ nhất là góc BAC, góc này bằng 90 độ, là giả thiết cho tam giác ABC vuông tại A. Còn góc thứ hai là cái góc BCD, góc BCD này. Góc BCD chính là góc MDC. Mà góc MDC chính là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có đường kính là MC và góc này bằng 90 độ. Hai điều này là giả thiết cho hết. Do đó là chúng ta sẽ có là hai đỉnh A và D cùng nhìn cạnh BC dưới một góc 90 độ. Do đó tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp. Bây giờ chúng ta qua cái câu B là chúng ta chứng minh cái góc ABD bằng góc ACD. Thì hai góc này bằng nhau. Cái lý do là hai góc này cùng là hai góc nội tiếp và chắn cung AD của cái đường tròn, và đường tròn này có đường kính là BC. Câu C, chứng minh CA là tia phân giác của cái góc SCB. Muốn chứng minh điều này thì chúng ta sẽ đi chứng minh góc C1 bằng góc C2. Và muốn chứng minh hai góc này bằng nhau thì chúng ta chứng minh hai góc này cùng bằng cái góc thứ ba, và góc đó chính là cái góc ADB. Như vậy thì chúng ta sẽ chứng minh cái ý thứ nhất là cái góc C1 sẽ bằng cái góc ADB. Hai góc này là hai góc nội tiếp cùng chắn cái cung AB của cái đường tròn có đường kính là BC. Còn vấn đề thứ hai là chúng ta chứng minh cái góc C2 bằng cái góc ADB. Muốn vậy thì chúng ta chứng minh cái góc C2 bằng cái góc SM, SDM. Hai góc này bằng nhau là hai góc nội tiếp cùng cái chắn cái cung SM
của đường tròn có đường kính là MC, mà cái góc SDM chính là cái góc ADB. Hai góc này bằng nhau dẫn đến góc C1 bằng góc C2, và khi đó CA chính là tia phân giác của góc SCB. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp thứ nhất đó là thầy xét cái điểm S nằm giữa hai điểm A và D. Còn trường hợp thứ hai là cái điểm D nằm giữa hai điểm A và S. Thì phần này về nhà chúng ta sẽ tự chứng minh tiếp. Còn về nhà đó thì sẽ hoàn chỉnh lại cho thầy các cái bài tập mà thầy đã hướng dẫn trong tiết này. Và phần 2 là ghi nhớ cái nội dung các định lý đã học trong chương này là chương 3. Và tiếp tục giải quyết cho thầy các cái bài tập 93, 94, 98, 99 ở sách giáo khoa trang 104 và trang 105. Và tiết học chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã tích cực tham gia tiết học.